Xin chào các phụ huynh và các con. Hôm nay thì chúng ta đã học về chủ đề gia đình. Và bây giờ cô sẽ giúp các bạn ôn lại về chủ đề này nhé. Chúng ta cùng phát âm từ gia đình nào. Family. Family. Đây là một bức hình về gia đình đấy. Chúng ta cùng phát âm nào. Family. Family. Và cô sẽ giúp các bạn phát âm tiếng Anh những thành viên trong gia đình nhé. Hãy nhìn vào bức tranh và phát âm theo cô. Grandpa. 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 Grandma. 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 Daddy. 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 Mommy. 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 Brother. 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 Sister. 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 Baby. 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 Và để hỏi gia đình mình có mấy thành viên thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi sau. How many people in your family? How many people in your family? Chúng ta sẽ cùng đếm xem gia đình này có bao nhiêu người nhé. 1, 2, 3, 4. Có 4 người đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời. There are four. There are four. Cùng thực hành với bức hình tiếp theo nào. How many people in your family? 1, 2, 3. There are three. There are three. How many people in your family? Gia đình bạn có bao nhiêu người? Nhưng cô muốn các bạn hãy cung cấp thêm là gia đình mình có bao nhiêu người và đó là những ai nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are six. Grandpa, grandma, daddy, mommy, brother and me. Nhớ là phải giới thiệu cả bản thân mình nữa nhé. Chúng ta sẽ dùng từ me để nói về mình đấy. Grandpa, grandma, daddy, mommy, brother and me. Cô muốn biết gia đình của bạn có bao nhiêu chị gái, em gái thì chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. How many sisters do you have? How many sisters do you have? Hãy nhìn bức hình và cho cô biết các bạn có bao nhiêu chị em gái nào. 1, 2, 3. I have three sisters. I have three sisters. Còn bức hình này thì sao? How many sisters do you have? 1, 2. I have two sisters. I have two sisters. Tương tự, cô lại muốn biết mình có bao nhiêu anh em trai đấy. Trong bức hình này, chúng ta chỉ có một anh trai thôi đúng không? Chúng ta có thể trả lời như sau. I have one brother. I have one brother. Còn trong bức hình này thì sao? Bạn có bao nhiêu anh em trai đấy? How many brothers do you have? I have two brothers. 1, 2. I have two brothers. Nhớ là khi chúng ta có số lượng từ 2 trở lên thì chúng ta sẽ phát âm S ở cuối nhé. Brothers. Brothers. Two brothers. Two sisters. Còn nếu chúng ta chỉ có một anh trai hoặc một em gái thôi thì chúng ta sẽ nói one brother, không có S ở cuối. One brother, one sister. How many brothers do you have? I have one brother. How many brothers do you have? I have two brothers. Ok, như vậy là cô và các con đã cùng ôn lại bài rồi. Bây giờ các con hãy tự thực hành về gia đình của mình nhé. Chúc các con thực hành tốt. Goodbye.